Xin chào mọi người à, Coi thì nó có âm thanh không? Có Ok Ok Ethereum à, Ngay bây giờ là 7 giờ 48 phút à, tối Ngày 6 tháng 9 2023 Ok à, Video này là nói về Ethereum Ngắn gọn cái video Hai con giá bạn quan tâm ngay bây giờ là 1 à, 1609 Ok Và có con giá là 1665 nếu nghe nó bập bên đi xuống và cắn được cây cái, cái đáy vừa rồi của nó là 1609 có nghĩa là sóng số 5 đang được xảy ra cái sóng cuối cùng trước khi mình có năm sóng đi lên hoặc ba sóng đi lên năm sóng là tốt ba sóng là xấu okay. nếu mà giá nó bập bên lên ok cái đầu tiên là nó cắn cái vành đỏ vàng này ok nhớ 1650 cái chỗ này gọi là strong resistance có nghĩa là nó rất là mạnh ở đây nghe cái sự giao dịch rất nhiều ở chỗ này ok đây là một cái gọi là cái kháng cự khó mà vượt qua được ok nhưng mà nếu nó vượt qua được con này và nó vượt qua luôn một nghìn sáu sáu mươi lăm thì có nghĩa là mình phải đếm sóng lại chứ nó không phải là 1, hai ba bốn năm đâu ok có nghĩa là những cái sóng này có thể quăng đi ok mình phải đếm sóng lại nếu nó vượt qua được con này 8 giờ đúng không nằm trên đó 8 giờ hoặc một ngày thì mình mới đếm sóng lại xác suất nhấn mạnh thêm một lần nữa là xuống nhiều hơn lên và xuống thì nó sẽ đáp cánh ở cái vùng ok một ngàn rưỡi chín mươi một ngàn rưỡi bảy mươi một rưỡi bốn và một ngàn tư thì là cái trường hợp ngay bây giờ còn những con giá này á sau khi nó có cái sóng hồi mà ba sóng hồi á chỉ có ba sóng hồi á lúc nó xuống lại á thì mới 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 ở đây ngàn còn ngay bây giờ là những con giá ở đây thôi chứ không phải là ở đây Nghe nhớ là vậy chỉ ở đây đây là những con giá mà mình nên quan tâm cho những cái giờ tới đây um, um, ok sau khi nó đáp cánh ở sóng số 5 có nghĩa là nằm ở đáp cánh ở cái vùng này nè những con số này con này đúng không thì nó sẽ tạo một cái móng thì chỗ đó là một chỗ thu gom vô lúc nó lên ba sóng vẫn chốt đơn được lúc nó lên 5 sóng thì mình vẫn chốt đơn được ok thì cái đó là cái chốt đơn đầu tiên cái chốt đơn nếu mà nó lên 5 sóng thì chắc chắn là sắc suất là nhiều là nó sẽ có ba cái sóng hồi, thì chỗ này là cái chỗ an toàn nhất để chốt đơn sau khi năm sóng lên rồi ba sóng hồi đó chỗ đó là mình vô hàng để mình lên, mình cắn cái con giá là hai ngàn tư, hai ngàn rưỡi hoặc cao hơn, ok? thì trường hợp đó sẽ ra chừng nào có năm sóng rõ ràng đi lên, còn nếu mà ba sóng đi lên thôi thì xác suất là nó xuống cái vùng này khá là nhiều, ok? ngay bây giờ nó không nằm trăm đàn nhưng mình gọi là chia sẻ trước cho bạn, nghe chia trước cho bạn, cắn con này. 1609 thì mình biết sóng số 5 đang xảy ra Chứ coi gì hết Là có nghĩa là đập cánh ở đây à, 1650 Chỗ đó kháng cự rất mạnh Nghe à, Có thể là nó có thể bập bên lên nữa Rồi xuống lại Thì có nghĩa là mình dời vừa rồi là dời từ sóng số 4 từ đây đúng không Mình dời nó qua đây ok. Chứ không gì hết Chừng nào mình thấy cái tín hiệu nó cắn xuống dưới đây Nếu mà đi lên tiếp Thì mình có thể vừa dời cái sóng số 4 Ok nhưng nếu nó bập bên đi xuống, xuống luôn á cắn dưới con này thì mình biết đây là cái sóng số 4 rồi đã nằm ở đây sóng số 4 đã được xảy ra rồi bây giờ sống sáu năm à, đang xảy ra nếu nó cắn ở dưới một nghìn sáu là chín ngay bây giờ cái thị trường nó đang đóng băng đúng không đang đóng băng thì hồi nãy mình nói về giá bitcoin rồi đó nhớ um, rõ ràng nó sẽ đóng băng rất nhiều thời gian nhiều nó rất là chán nản lúc nó đi lên hay là nó sập một cái vèo đi xuống á, thì nó sẽ xảy ra rất nhanh nhưng cái thời gian là chán nản chán nản chán nản và ngay bây giờ nó cũng giống như vậy ok chán nản ok um, Ok có thể nghe sóng số 4 là nó có thể bập bên bập bên lên tới cái vùng này thôi rồi nó mới xuống nghe 1000 1650 1650 okay. um, nếu mà nó cắn luôn nó đi xuống mà nó cắn con này á, thì mình có thể dán sóng số 4 ở đây nghe nếu nó cắn con 1609 1609 xác um, suất là thêm một cái sóng hồi nữa nghe sóng hồi nữa để nó lắp cánh trước khi nó nó tăng dốc đi lên ok nhớ không phải cái sóng nào mình cũng vô hàng hết ngay ngay bây giờ là nó bập bên bập bên bập bên như vậy nó không có di chuyển không nên vô hàng đợi nó sập đã nghe rồi cái vùng đó ok nó nó sập ở cái vùng này đúng không nó tạo một cái móng ok thì mình có thể đu đỉnh vô để mình lên một là lên ba sóng để mình chốt ok lên nó bán hai là năm sóng để mình chốt ok chốt rồi sau đó nó sống hồi mình chốt là mình mua thêm một lần nữa để mình lên mình bán ok không phải sóng nào cũng trade cũng trade được hết nhớ nếu mình có 100 đô để trade thì chia nó ra 10 phần. Mỗi lần mình mua chỉ mua 10 đô thôi. Ok. 9 đô kia vẫn nằm ở bên ngoài bởi vì sao? Lỡ có những cái đồng khác nó có cái cơ hội rất ngon nhưng mình nhìn vô cái túi tiền của mình á thì mình đã mua vô hết hàng rồi thì mình không cắn được những cái con mồi ngon. Và lúc mà cái con mồi ngon nó xảy ra như vậy á, nó rất là nhanh. Nghe nó rất là nhanh, chỉ qua vài giờ để vô hàng thôi. Còn mà không vô được thì có nghĩa là đứng bên ngoài để cho người ta thấy người khác làm giàu nhưng mà mình chỉ mình chỉ biết ngó thôi chứ không làm được gì hết nghe, cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. xác à, suất vẫn dưới 1665 là xuống xuống và xuống, ok, 1665, ok. Vẫn vậy chứ không khác gì hết. Hai con giá quan tâm, 1665 và con này. Cắn lên con này, ok, sóng 1 2 3 4 5 này á hủy nha, mình phải đếm sóng lại nếu nó cắn được con này, ok. Nếu mà nó xuống con nó cắn dưới con này thì rõ ràng sóng 65 đang xảy ra chứ không có không có gì mới mẻ ở đây hết, ok vậy thôi, vậy thôi nghe, có thể sóng số 4 có thể nó lên được tới chỗ này, rồi nó mới quay đầu, à, vừa rồi nó lên tới uh, 1647 sáu bốn mươi bảy rồi, có nghĩa là nó đã cũng đã đủ rồi, nó râu riêng lên tới 1647 nằm sáu bốn bảy đây, okay. à, Nó lên tới 1647 sáu tại sao nó ngừng chỗ đó? Bởi vì sao? Dựa theo tất cả những đề này mình thấy á, là cái một sáu sáu năm mươi là một chỗ kháng cự khá là mạnh, khá là mạnh trong lịch sử. Bởi vì vậy, nghe, bởi vì vậy nó hồi lên cho nó râu riêng, cái nó hồi xuống vậy okay. đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này à, xin chào người